Thưa quý khán giả, bữa nay là ngày thứ ba, ngày hôm nay là ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, 19 tháng 6. Vâng, thưa quý khán giả, thì chúng tôi khai mạc hơi trễ, bữa nay bác Cường có vài công việc. Thì bây giờ là 3 giờ 22 phút ở California, tức là Việt Nam là 5 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 6 rồi. Vâng, mời bác Cường chào quý khán Xin kính chào quý khán thính giả của KBC Hải Ngoại. Chính là ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, được gọi là ngày quân lực, cho nên hôm nay tôi muốn nói về cái ngày quân lực. Tôi muốn giờ. nói về Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Dạ Vâng vâng. ạ. À, rồi bác đã mang cái quyển sẵn, quyển Buddha Chay. Vâng, mời bác. Dạ. Dạ, thưa mà cái ông Nguyễn Cao Kỳ xuất xứ thì người ta thường gọi ông ấy là Cao Bồi Chả Cá, và bởi vì rằng thì là ở trong cái thành phố Hà Nội xưa đó thì có một cái nhóm nó nằm trong cái khu Chả Cá Lã Vọng, Đúng rồi. trong ấy có cả Nguyễn Bảo Trị, cái về sau làm tướng đó, Nguyễn Bảo Trị vân vân. Thì ông Nguyễn Cao Kỳ thì cũng là một cái người trẻ thôi, nhưng mà ông ấy do cái tình cờ, không phải là tình cờ lịch sử, mà do cái lịch sử ồn ào lúc bấy giờ của Việt Nam Cộng Hòa, thì ông Nguyễn Cao Kỳ đương là tư lệnh không quân, ông ấy phất cờ khởi nghĩa, ông ấy đứng lên để mà ông ấy thành lập một cái nội các chiến tranh. Thế thì ông ấy cái lúc bấy giờ đó thì là người ta nói rằng thì là đây là một cái Les Jeunes Turcs nè, tức là những các cái căn cứ vào cái mấy cái cuộc mà nổi loạn của các cái không quân với lại các binh sĩ ở bên Lào đó, trước là Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thế thì coi như rằng thì là nó cũng giống như là phong trào Hoa Lài, hoa hoa hướng dương hướng diếc ở đấy, là tất Hoa cả những cái phong vào sen này. cái phong trào mà nó nổi dậy sau khi cái cuộc chiến Việt Nam, cái cuộc chiến Việt Nam nó tới một cái giai đoạn lớn quá rồi. Thì lúc bấy giờ ông Nguyễn Cao Kỳ nguyên là tư lệnh không quân, ông ấy được cái hội đồng tướng lãnh đẩy ông ấy lên làm thành chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Thế thì thưa quý vị, cái ông Nguyễn Cao Kỳ này đó, ông ấy có một cái đặc tính là một cái con người gọi là cao bồi chả cá. Ông ấy có một cái tính hết sức là thẳng thắn, không bè phái, một cái con người mà nó gây ra rất nhiều ngưỡng mộ trong quân đội, rất nhiều ngưỡng mộ trong quân đội và ngưỡng mộ cả phía của người Mỹ nữa. Nhưng mà một số những người đối lập với ông ấy thì bàn tính với lại CIA Mỹ đó, thì nói rằng thì là cái thằng cha này nó nguy hiểm lắm, không ai giữ mồm giữ miệng nó được. Giống Nó Donald vâng Trump. nó Donald Trump thì cái nước của Mỹ thì nó khác, còn Việt Nam thì nó lại là lệ thuộc, một phần nào lệ thuộc các cái vai trò, nhất là của Mỹ và đại sứ Mỹ CIA đó. Thì nó bảo thì là cái ông này không ai giữ mồm giữ miệng của ông ấy được, và ông ấy là một cái hỏa tiễn mà không người lái, không ạ. Bây giờ mà ông ấy lên, ông ấy yêu cầu rằng người Mỹ đừng can thiệp vào Việt Nam và yêu cầu người Mỹ rút khỏi Việt Nam,
trong 48 tiếng. À, à, quá sớm như vậy. Cũng nhớ, anh em nhớ rằng thì là khi mà lúc mà người Mỹ rút lui đó thì người Mỹ lại cũng thuê nhờ ông thủ tướng, à, nhờ ông thủ tướng Nguyễn Văn Lộc hay là ông gì đó, à, à, yêu cầu người Mỹ rút khỏi Việt Nam trong 48 tiếng. Lúc đó là ông Trần Văn Dương. Không. Vâng, thủ tướng. Hồi trước là thủ tướng Nguyễn Văn Lộc. Vâng, thủ tướng Nguyễn Văn Lộc hay là Vũ Văn Mẫu đó, ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu nói cái câu đó, rằng yêu cầu người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Thì là cái điều đó là người Mỹ nhờ, vâng, người Mỹ nhờ để mà có chính nghĩa ra đi, cho chả nhẽ kéo cờ mà bỏ chạy thì nó kỳ quá. À, thế thì ông Kỳ này đó, cái giai đoạn mà ông ấy năm 65 ông ấy lên đó, cho tới năm 68, 69 đó, thì từ năm 65 cho đến 67, 68, 69 thì ông ấy ba cái năm đó là cái năm mà cuộc chiến Việt Nam nó hết sức là sôi động. Tôi còn nhớ là cái Tết Mậu Thân đó, tháng Giêng năm 1968 đó, Tết Mậu Thân thì nó rơi vào tháng 2 tháng Giêng 1968 đó, thì là Cộng sản Việt Nam nó nổi dậy, nó gọi là tổng tiến công và nổi dậy, tổng khởi nghĩa đó. Thì cái thời gian đó là hai bên cái trong cái cuộc chiến đó thì người ta coi rằng thì là cái ngày Tết đó thì hai bên đồng ý với nhau rằng thì là ngưng bắn trong ba ngày. Thế thì Cộng sản Việt Nam trong 3 ngày đó thì Cộng sản Việt Nam nổi lên tấn công. Và cái ngưng bắn đó nó không có thỏa thuận gì với nhau cả. Nhưng mà ngay cái câu chuyện là ông Nguyễn Văn Thiệu thì cũng về quê vợ, và quê vợ cũng ở miền Tây đó. Lúc mà cái biến cố Tết Mậu Thân nó xảy ra đó thì ông Nguyễn Văn Thiệu không có mặt ở Sài Gòn. Và còn ông Nguyễn Cao Kỳ thì chính Nguyễn Cao Kỳ thấy rằng thì là mình phải đi đón Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về, để cho nó có cái, vì ông Thiệu trên nguyên tắc ông ấy vẫn là Tổng Tư lệnh Quân đội, cho nên đón ông Thiệu về để mà chỉ huy cái cuộc mà đối đầu đối với lại cái sự xâm lăng, xâm chiếm của Cộng sản. Thưa thế thì đấy là tôi nói về cái ông Nguyễn Cao Kỳ này. Nhưng mà trước đó thì ban nãy tôi có nói rằng thì là người Mỹ họ rất sợ, và CIA với lại cái nhóm mà đối lập với ông Kỳ đó thì thầm với nhau rằng ông này không khó mà giữ mồm giữ miệng, cho nên cái nhóm đối lập với ông Kỳ đó là ông Nguyễn Văn Thiệu, có người anh là đại sứ Nguyễn Văn Kiểu ở bên Đài Loan đó, mà lúc bây giờ thì Đài Loan nó rất mạnh về vấn đề tâm lý chiến, bởi vì nó chỉ huy cái tâm lý chiến của ở Việt Nam đó. Thì họ điều đình với nhau, họ lobby đối với các tướng lãnh Việt Nam, và đáng nhẽ thì ông Nguyễn Cao Kỳ đi ra ứng cử làm một liên danh độc lập, và ông Nguyễn Cao Kỳ đó đã chọn được một cái nhân vật cũng rất là có giá trị, giá trị của miền Nam, giá trị của miền Nam là ông ấy cũng lại là công giáo, ông Nguyễn Cao Kỳ là Phật giáo, ông này là công giáo và rất có uy tín, ông ấy coi mấy cái nhà in, và thế thì không phải liên quan không ông tí nữa thì tôi nhớ là bằng ông Nguyễn Văn Lộc. Không, ông Nguyễn Văn Lộc thì thủ tướng rồi, nhưng mà cái ông này là cái ông mà ông Nguyễn Cao Kỳ mời,
và ông ấy đồng ý đứng liên danh với ông Nguyễn Cao Kỳ lúc mà ông ấy định ứng cử một dạ, mình. Dạ, định, định. Vâng. Thế thì hội đồng tướng lãnh và tất nhiên là người Mỹ họ đứng đằng sau thì dàn xếp thì mới bắt ông Nguyễn Cao Kỳ thôi đứng chung liên danh với Nguyễn Văn Thiệu. Đứng chung liên danh với Nguyễn Văn Thiệu thì tất nhiên là ông Nguyễn Cao Kỳ phải đứng phó cho Nguyễn Văn Thiệu. Đúng rồi. Vâng. Đó là áp lực. Vâng. Lúc vì... đó là ông Thiệu đang làm chủ tịch hội đồng lãnh đạo quốc gia. Vâng. Ông Kỳ là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Vâng. À, đấy thưa anh nói về hai cái chữ đó đó. Yeah. Thì đây thì cũng xin nói rằng tại sao nó có hai cái chữ mà nghe có vẻ xôm tụ như vậy. À, hai cái chữ này đó đứng đằng sau hậu trường Việt Nam thì người ta đều nói tới một cái nhân vật đứng đằng sau hội trường Việt Nam, hậu trường Việt Nam đó là ông Lê Văn Tiến, ông gì nhỉ, tên là Nhất Tuấn là không, ông không phải Nhất cái ông Dư Phong Lê Văn Tiến. Dạ, dạ. À, ông Dư Phong Lê Văn Tiến và người ta trong cái hậu trường chính trị Việt Nam thì đây là coi là một cái loại bố già, bố già đứng đằng sau hội trường. Thì ông Dư Phong Lê Văn Tiến đó, ông ấy thấy Nguyễn Cao Kỳ lên và ông ấy thấy thời thế đã có vẻ, và nhất là với một cái con người mà mạnh bạo, thích nhiều cái mới, thích nhiều cái tư tưởng mới đó, thì ông ấy gần như là cố vấn ở bên trong. Ông mới đặt ra thay vì nói thủ tướng thì ông ấy gọi là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Hành pháp đó, tức là chef de cabinet đó, là cái người mà điều hành nội các, nhưng mà nó có cái tên nó huê dạng, phải không ạ? Và cái nữa đó, còn cái ông mà là lãnh đạo quốc gia đó, ông Nguyễn Văn Thiệu đó, lúc bây giờ lãnh đạo quốc gia đó, là cũng coi như là vị vua đứng ở trên nữa đó, thì là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia. À, nhưng mà cái thực quyền thì nó vẫn là ông chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Và ông chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương này trong 3 năm ông ấy làm cái gì? Trong 3 năm này đó, ông ấy đưa ra thứ nhất là ông ấy làm nội các chiến tranh. À, không ạ? Thứ hai đó là chính phủ của dân nghèo. Và chính phủ của dân nghèo đó thì ông ấy đưa ra thêm một cái mà để tranh thủ quần chúng và tranh thủ anh em lao động đó, thì cái phong trào một cái ngân sách để mà hữu sản hóa những anh em xe lam, những anh em mà xe lam, xe taxi vân vân, để mà lấy cái quần chúng lao động. Và đồng thời bên cạnh, thay vì lập như là đảng này đảng kia, đảng của đảng cần lao của ông Ngô Đình Diệm vân vân, thì Nguyễn Cao Kỳ lập hai cái nhóm. Một cái nhóm là thanh niên tiến bộ. Thanh niên tiến bộ, nó coi là tiến bộ, nó là avant-garde rồi đó. Cái nhóm mà bây giờ Thủ tướng Pháp ở phía thỉnh thoảng nó cũng có cái nhóm tiến bộ, cái nhóm mà đi tiên phong đó. Yeah. Đó, thanh niên tiền phong đó. Thế thì bây giờ... Thanh niên tiền phong là thanh niên trung phong của mình đấy. Vâng, thành ra nó gọi là thanh niên tiến bộ. Tức là lo về một cái vấn đề tư tưởng đoàn ngũ hóa thanh niên, đoàn ngũ hóa tuổi trẻ. Và hồi đó cái mộng ước
là coi như rằng là đoàn thanh niên SS của Đức Quốc xã. Còn bên cạnh cái đó thì là có đoàn thanh niên tiến bộ, thì bên này là có đoàn thanh niên trừ gian của cái một cái người nữa là anh Đỗ Diễn Nhi đó, thanh niên trừ gian để mà chống những các cái thối nát ở trong xã hội, báo cáo những cái đi điều tra và chống những các cái tệ đoạn xã hội. Đấy là cả một cái nó gọi là một cái guồng máy, tôi thấy nó rất là đồng bộ. Và sửa soạn một cái nội các như vậy thì là quá đẹp. Thế cho nên hôm nay kỷ niệm ngày 19 tháng 6 mà Việt Nam Cộng Hòa gọi là ngày quân lực đó, thì chúng tôi mang cái cuốn Buddha Chai này, xin quý vị nhìn đây, Buddha Chai này. Thế thì để nói cái cuốn này thì nó không phải là cái nó không không mang cái tính cách thần thánh gì, nhưng mà nó đánh dấu một cái giai đoạn mà Nguyễn Cao Kỳ đã trong cái giai đoạn ông ấy thất thế, trong cái giai đoạn mà chiến tranh Việt Nam nó đã sang một khúc quẹo mới, và người Việt đã đi ra hải ngoại, thì ông Nguyễn Cao Kỳ lại được người Mỹ tiếp xúc và người Mỹ nói rằng thì là muốn tạo cho ông một cơ hội, bởi vì rằng ông là một trong những các cái khuôn mặt và một trong những các cái người mà gọi là không hề tham nhũng, một cái người mà có tư tưởng, có thể trong cái giai đoạn sau chiến tranh này ở hải ngoại này có thể ông sẽ có một cái vai trò mà nói rõ hơn là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bởi vì rằng thì là bây giờ giữa cái lúc mà miền Nam, miền Bắc vân vân đánh nhau như vậy, rồi thì là bây giờ Cộng sản nó chiếm được toàn nước, bây giờ thống nhất đất nước rồi. Thế thì bây giờ chọn ai để mà hòa hợp với lại miền Bắc? Thì phải chọn một cái ông là nội các chiến tranh. Ông này đã mang máy bay ra tận ngoài Bắc, ném bom ở ngoài Bắc, phải không ạ? Đã về tới gần thành ra mình mới thấy rằng thì là người Mỹ đứng đằng sau hội trường muốn chọn ông Nguyễn Cao Kỳ để làm một cái giai đoạn hòa hợp và giải. Mà như ta cũng đã biết là người Mỹ thì có mấy đời đại sứ vân vân, và nhất là còn thì cái phái đoàn, cái giai đoạn mà ông Nguyễn Cao Kỳ cùng với Phạm Duy, cùng với Thích Nhất Hạnh về Việt Nam đó, đây là mang một cái sứ mạng để mà hòa hợp hòa giải. Rồi vì rằng cái làn danh quốc cộng mà nó vẫn hãi còn quá khắt khe, mà cái khắt khe này là một cái khắt khe vô lối, cái khắt khe này là một khắt khe mà làm hại cái công cuộc tiến bộ của nước Việt Nam. Do đó mà ba cái người này bị thất bại. Thế thì ông Nguyễn Cao Kỳ khi mà cái cuốn Buddha Chai này đó, thì ở trong này cái buổi mà ra mắt cái cuốn Buddha Chai này đó, thì đây có cái hình, từ cái hình này đó là coi như là ông Nguyễn Cao Kỳ viết chung với một người Mỹ. Cái lúc mà ông Nguyễn Cao Kỳ, lúc bây giờ thì nếu tôi không nhầm thì ở cái chỗ phở Bôn Sa đó, tiệm phở Bôn Sa mà bên ngoài thỉnh thoảng cái anh Long Đất đó, nhà báo Nguyễn Long ngồi bán mấy cái cuốn hồi ký đó, thì là ông Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ thường hay ra đó, và đây là cái điểm hẹn để mà tiếp xúc với nhau. Thế thì ông, cái người Mỹ, cái anh Mỹ này đây này, cái anh Mỹ này, đời xưa thì anh ấy là ai?
anh ấy chỉ là một cái anh ở trong không quân, ở trên một cái căn cứ ở Quy Nhơn gì đó. Nhưng mà những các cái anh mà không quân hay là cựu quân không quân đó, nhiều khi nó giỏi lắm, về nó học luật rồi về sau nó làm dân biểu nghị sĩ đó. Thì cái anh này anh ấy viết chung cái cuốn này đối với Nguyễn Cao Kỳ, bởi vì rằng thì là để cho nó có tiếng Anh, và để rồi không phải là có tiếng Anh nữa thì tất nhiên là dịch, nhưng mà đây là một cái chuyện hợp tác. Cái anh này đó tên là anh Marvin Wolf. Anh này đã là tác giả và đã là đồng tác giả của một số những chuyện, của 9 cái chuyện non-fiction, tức là nó không phải là tiểu thuyết, chuyện chính trị đó. Ở trong đó có mấy cái cuốn Where the White Man Fear the Treat, rồi thì là đã có lần những các cái hồi ký của anh ấy đó đã trở nên bestseller ở trong một cái thời gian nào đó. Anh đó trong cái lúc mà ra cuốn này này thì anh ấy vẫn sống ở Los Angeles ở California. Thế thì anh này, anh ấy đi ra gặp Nguyễn Cao Kỳ ở cái phở Bonsa, nằm ở trên đường Westminster, nó đường Fairview. Vâng, bây giờ nó là cái quán cơm chay đó. Yeah. Vâng. Thế thì gặp ở đó và nó mới nói chuyện rằng thì là ông viết hồi ký đi, phải không ạ? Thì ông Nguyễn Cao Kỳ mới bảo thì là tôi viết hồi ký thì làm sao mà in sách, tiền đâu mà in, phải không? Và ai với gì đó. Thì cái anh người Mỹ này nó bảo không, chúng tôi sẽ tìm vốn cho ông. Chúng tôi tìm vốn cho ông. Tiền bảo trợ. Vâng, bảo trợ. Thế thì bây giờ tôi xin ông, tôi xin ông rằng thì là ông trả lời một số những câu hỏi này. Những câu hỏi này là để hướng dẫn làm cái cuốn, nội dung của cái cuốn Buddha Chai này. Tức là ở nước Mỹ đó thì nó có những các cái người mà nó viết thuê. Mỹ là nó có những các cái người mà nó gọi là nó chấp bút đó, nó rất giỏi. Khi mà một người nào có tư tưởng gì đó, ít khi là cái người đó, chính người đó viết, mà người đó chỉ đưa ra một số những nét chính, đưa ra những ấy thì là nó sẽ viết. Rồi thì là cái người đó đọc lại, người đó có đồng ý hay không, người đó muốn đổi cái gì đó. Thì ông Nguyễn Cao Kỳ ở trong cái phở Bonsa đó, thì ông Nguyễn Cao Kỳ sau khi nó nói như vậy, thì nó đưa ra một số câu hỏi, rồi gần như là nó phỏng vấn ông ấy thôi. Thế thì thưa ông, cái giai đoạn này là ông làm gì, giai đoạn này ông gặp cái khó khăn gì, giai đoạn này ông đứng trước vấn đề nào, đối thủ của ông ra làm sao, ông vận động như thế nào, vân vân. Thế thì là cái anh này sau một cái thời gian nhào nặn rồi nó về nó suy nghĩ với gì đó, thì nó lại đưa ra một cái bản nháp. Nó bảo đây này, cái điểm này thì ông cần nhấn mạnh theo tôi nghĩ, còn cái điểm này đó thì ông skip, ông lướt qua đi, không ạ? Và giờ này đó, Nguyễn Cao Kỳ là cái con người này, Nguyễn Cao Kỳ được phóng chiếu lên thành cái này, và do đó hai người mới chọn cái tựa đề là Buddha Child. Buddha Child bởi vì rằng người Mỹ nó cũng thích cái chuyện thần thoại, chuyện thần kim quy, chuyện thần tháp rùa, phải không ạ? Và nó thấy cái mắt ông Kỳ cũng hùm hụp như thế này, cái trán cũng rộng như thế này, và nếu nhìn tướng ấy, thì ông ấy là một cái con phượng ngủ, và cái trán này đó là trán của một con rùa. Do đó đó nó mới phóng chiếu lên Nguyễn Cao Kỳ là Buddha Child, My Fight to Save Việt Nam, cuộc chiến của tôi để cứu nước Việt Nam. Ở dưới thì nó chua rằng Former Prime Minister of South Vietnam, cựu
Thủ tướng của miền Nam Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ cùng với lại cái anh người Mỹ này này là anh McGivin Oof. Oof là cho sói. Vâng, thế thì đấy, thành ra, thế thì nó bảo thì là, thế Kỳ bảo thì là tôi viết thì tiền đâu mà in và rằng thì là ai đọc. Thế thì nó bảo tôi bảo đảm với anh rằng thì là tôi sẽ có người viết và sẽ có người đẩy nó lên. Và quả tình khi mà cái cuốn này ra đó thì nó, cái năm đó nó được rơi vào một trong 200 bestseller của nước Mỹ, của cái năm đó. Cái cuốn đó thì hôm nay tôi cũng mang đi là cái lúc mà ra mắt cái này đó, có cái anh này này, cái anh mà văn vừa rồi tôi trình các bạn đó, thì lúc bây giờ là cái giai đoạn mà ông Kỳ ở bên này đó thì cũng đói lắm. Ông ấy có một cái anh gọi là một cái người mà hộ vệ cũ của ông ấy, là một cái anh người Nam, anh Liệu đó, thiếu tá Liệu. Nó cũng có một cái xe để capotáp, cũng nghèo lắm, nó cũng ở xa xa, nó cứ lên nó đón ông ấy. Còn một cái người nữa mà cũng vì rằng nằm ở trong ngành ngoại giao đó và cũng rất quý ông Kỳ, cho nên đó là luật sư Đỗ Đức Hậu. Cái cuốn này khi ra mắt với cái sự hỗ trợ của Mỹ và với cái sự mà hỗ trợ tinh thần cũng như là vật chất của ông Đỗ Đức Hậu trong suốt cái thời gian mà ông Kỳ, trong cái giai đoạn 1-2 năm mà ông ấy ở đây đó, thì ngoài cái câu chuyện cái anh Liệu là một cái người vẫn cứ trung thành chở xe cho ông Liệu Kỳ đi Pomona. Vâng, và cái người mà giúp đỡ về tinh thần cũng có tí tiền đó, thì là đi mà cung phụng thiếu tướng, tức là luật sư Đỗ Đức Hậu. Cho nên trong cái cuốn này đó thì ông Nguyễn Cao Kỳ ký tên là thân gửi anh Hậu với tất cả lòng quý mến của tôi, Nguyễn Cao Kỳ, USA năm 2002. Vâng, thưa bác, đối với những khán giả mà của Việt Nam thì không hiểu tiếng Mỹ, có thể được Buddha Chai có nghĩa là con cầu tự. Bởi vì ông Kỳ, ông xưng ông là con cầu tự. Có một cái câu chuyện nó như thế này, trong cái buổi họp, ông rất ba gai, thì ông Thích Tâm Châu đã hăm dọa ông Kỳ. Thưa thiếu tướng, ông cẩn thận, trong này đã có rất nhiều những hòa thượng và thượng tọa đạo đại đức của Phật giáo ở trong cái phiên họp này. Lúc đó ông Kỳ ông chủ trương là những cái nội các của ông á có tiếng nói của cả Công giáo cũng như là của cả Phật giáo. Những cái thì ý của ông Thích Tâm Châu nói như này là những người lãnh đạo Phật giáo đã làm nên cái lịch sử ngày hôm nay. Đấy, ám chỉ cho ông Kỳ biết rằng ông được đây ngồi đây là do Phật giáo. Đấy. Thì ông Kỳ ông trả lời như thế này. Quý vị mới là người được đi tu để trở thành những cái lãnh đạo mà về tinh thần. Còn tôi mới là con cầu tự này. Nguyễn Cao Kỳ Buddha Chai. Từ đó nó mới có danh từ là Nguyễn Cao Kỳ là con cầu tự. Để Buddha Chai tức là con cầu tự, là thưa quý khán giả. Vâng, thì nó bịa ra cái tiểu sử. Hay là chính ông ấy nói về cái tiểu sử của ông ấy. Thì là ông ấy nói rằng thì là mẹ ông ấy nhiều năm không có con thì đã đi chùa và rồi thì là cầu xin. Toàn là chị em gái không? Vâng. Hình như là bốn chị em gái. Vâng. Và ông ấy mới đặt chân lên một cái miếng đá ở cửa chùa. Dạ. Không ạ? Miếng đá ở cửa chùa và cầu nguyện thì quả nhiên bà cụ về có thai. Dạ. Và đẻ ra ông Nguyễn Cao Kỳ. Dạ. Vâng, thì ở đây thì có nhiều cái chuyện lắm. Ví dụ ông Kỳ đó, thì cái chuyện đó, đó thì nó có thể là những cái sự thêu dệt hay là sao mình không biết, nhưng mà chắc chắn là ông Kỳ là con cầu tự. Đấy, có đi cầu tự thì có phải vì cầu tự đó mà sinh ra ông Kỳ hay không. Nhưng mà đó, ông Kỳ ông rất thương mấy bà chị của ông. Trong bốn bà chị ông thì
con bà cách đây mấy năm chết rồi. Mà cái câu chuyện này thì có thật chứ không phải truyền thuyết nữa.